Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài cộng các số nguyên khác dấu các em nhé. Chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên, đó là bài 42. 42 là một bài tính đúng không ạ? Chúng ta có ý A là 17 cộng với âm 3. 17 cộng với âm 3. Đây là hai số nguyên trái dấu đúng không ạ? Một cái là số dương, một cái là số âm. Vậy 4 cộng hai số khác dấu như thế này thì các em lấy hai trị tuyệt đối các em trừ cho nhau. Vậy trị tuyệt đối này bằng 17, trị tuyệt đối này bằng 3. Lấy 17 trừ đi 3 bằng 4. Dấu của số có trị tuyệt đối lớn hơn, số này có trị tuyệt đối lớn hơn. Như vậy lấy dấu của con này. Con này thì không có dấu phía trước, vậy chúng ta không cần phải ghi dấu ở đây. Sang câu B là âm 96 cộng với 64. Vậy số này, đây là hai số khác dấu nhau đúng không ạ? Số dương, đây là số âm, đây là số dương. Vậy khi mà cộng hai số khác dấu thì chúng ta lấy đi lấy hiệu của hai trị tuyệt đối. Nhớ là phải phân biệt được là cộng hai số khác dấu hay cùng dấu thì mới làm đúng được nhá. Vậy đây, ta đi tìm hiệu trị tuyệt đối này, lấy 96 trừ đi 64. 96 trừ đi 64 vậy nó bằng 32. Và xem thử dấu của số nào có trị tuyệt đối lớn hơn. Vậy cái này có trị tuyệt đối là 96 này, lớn hơn trị tuyệt đối số 64 này, vậy lấy dấu của cái này tức là dấu âm. Vậy nó sẽ bằng âm 32. Tiếp theo là 75 cộng với âm 325. 75 cộng với âm 325. Như vậy đây là một số dương này, đây là một số âm này. Dương với âm là khác giống nhau. Như vậy chúng ta đi tìm hai hiệu của hai trị tuyệt đối. Các em lấy 325 trừ đi 75. 325 trừ đi 75 thì nó bằng 250. 250, lấy trị tuyệt đối lớn hơn này, trừ trị tuyệt đối bé hơn này. Dấu của trị tuyệt đối lớn hơn, vậy đây là dấu âm. Vậy kết quả này bằng âm 250 các em nhé. Sang bài tiếp theo là bài tập 43. Bài 43 như sau, yêu cầu chúng ta tính câu A là 0 cộng với âm 36. A 0 cộng với âm 36. Tất cả các số khi cộng với 0 thì nó luôn bằng chính nó. Cộng với 0 tức là không cộng với gì cả, đúng không ạ? Vậy nó luôn bằng chính nó, tức là bằng âm 36. Tiếp theo là trị tuyệt đối của âm 29 cộng với âm 11. Ý B là trị tuyệt đối của âm 29 cộng với âm 11. Vậy chúng ta phải tính cái này trước. Âm 29, trị tuyệt đối âm 29 thì bằng 29 này. Trị tuyệt đối của một số âm thì bằng số đối của nó này, cộng với cái này thì b sang này, cộng với âm 11. Thế đến đây cộng hai số này, hai số này tức là cộng một số dương với một số âm, hai số này khác giống nhau. Vậy các em đi tìm hai hiệu của hai trị tuyệt đối. 29 trừ đi 11 vậy thì nó sẽ bằng là 18. 18 lấy dấu của số có trị tuyệt đối lớn hơn, tức là dấu của cái này. Cái này thì không có dấu gì cả, vậy nó sẽ bằng là 18 luôn. Ý C là 207 cộng với âm 317 xem bằng bao nhiêu. Như vậy đây là cộng hai số khác dấu, một số dương một số âm. Vậy thì em lấy hai cái trị tuyệt đối trừ nhau. Trị tuyệt đối số này bằng 207, cái này thì bằng 317. 317 trừ đi 207 thì nó sẽ bằng là 110. 110, hai trị tuyệt đối trừ cho nhau. Trị tuyệt đối này bằng 317 này, trị tuyệt đối này bằng 207 này. 317 trừ đi 207 thì bằng 110. Và lấy dấu của trị tuyệt đối lớn hơn, tức là dấu âm. Vậy kết quả này bằng âm 110. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ sang bài 44. Bài 44 là yêu cầu các em tính và so sánh kết quả. Vậy chúng ta đi tính trước, rồi sau đấy chúng ta sẽ so sánh, đúng không ạ? Vậy câu A. Câu A chúng ta là có 37 cộng với âm 27 này. 37 cộng với âm 27.
Đây là hai số khác giống nhau, đúng không ạ? Một số dương, một số âm, vậy chúng ta phải đi tìm hiểu hai trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của số này thì bằng 37, trị tuyệt đối của âm 27 thì bằng 27. Đấy, lấy trị tuyệt đối trừ đi trị tuyệt đối. Vậy 37 trừ 27 thì bằng 10. Lấy dấu của số có trị tuyệt đối lớn hơn, vậy lấy dấu của cái này, tức là dấu cái này thì không có dấu, vậy nó sẽ bằng 10. Được chưa ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ có là gì? À, âm 27 cộng với 37. Thì tính tương tự thôi. Cái này có trị tuyệt đối bằng 27 này, cái này bằng 37 này. Hai số trái dấu trừ nhau này, hai trị tuyệt đối trừ nhau, 37 trừ 27 thì cũng bằng 10. Lấy dấu của số có trị tuyệt đối lớn hơn, tức là dấu cái này. Như vậy thì hai kết quả bằng nhau, cùng bằng 10. Vậy là 37 cộng với âm 27 thì nó cũng bằng âm 27 cộng với 37. Phải không nào? Sang câu B là 16 cộng âm 16. B, ta có 16 cộng với âm 16. Đây là hai số như thế nào với nhau các em? Đối nhau đúng không ạ? Hai số đối nhau thì tổng bằng 0 này. 1 âm 105 cộng với 105, âm 105 này cộng với 105 này. Đây cũng là hai số đối nhau. Hai số đối nhau thì tổng cũng bằng 0. Như vậy hai các số đối nhau thì tổng bằng 0, như vậy kết quả của hai cái phép tính này là bằng nhau. Vậy là 16 cộng với âm 16 thì nó cũng bằng âm 105 cộng với 105 và cùng bằng kết quả là bằng 0. Phải không nào? Sang bài tiếp theo là bài 45. Ta sẽ sang bài 45. Ta có ý A trước. So sánh 123 cộng với âm 3 và 123. Cộng với âm 3. Vậy đây là cộng hai số nguyên gì các em? Hai số nguyên này là hai số nguyên khác dấu đúng không ạ? Vậy chúng ta lấy hai trị tuyệt đối trừ nhau. Trị tuyệt đối của cái này thì bằng 123. Trị tuyệt đối của cái này thì bằng 3. 123 trừ đi 3 thì bằng 120. Lấy dấu của số có trị tuyệt đối lớn hơn, vậy cái này có trị tuyệt đối lớn hơn, lấy dấu cái này. Cái này không có dấu thì các em không cần phải ghi dấu bên này. Vậy 120 thì rõ ràng nó nhỏ hơn 123. Đúng chưa? Tiếp theo ta có ý B. Là âm 97 cộng với 7. Vậy đây là cộng hai số nguyên cái dấu đúng không ạ? Vậy các em lấy hai trị tuyệt đối trừ nhau. Trị tuyệt đối của cái này, toàn bộ số này thì bằng 97. Cái này thì trị tuyệt đối bằng 7. 97 trừ đi 7 thì bằng 90. Lấy dấu của số có trị tuyệt đối lớn hơn, cái này thì nó có trị tuyệt đối 97 nó lớn hơn đúng không ạ? Vậy lấy dấu ở này tức là bằng âm. Âm 90. Tức là âm 90 tức là bị mất đi 90 so với bị mất đi 97. Một cái là mất có 90 thôi, một cái là mất 97, vậy cái này vẫn lớn hơn, đúng không nào? Câu C, 45C. Âm 55 cộng với âm 15. Âm 55 cộng với âm 15. Vậy đây là hai số này là hai số nguyên gì? Cùng dấu. Cùng dấu thì chúng ta phải cộng hai trị tuyệt đối. Nhớ nhá, nhìn xem được cùng dấu hay là khác dấu này để đi làm này. Vậy cùng dấu thì cộng hai trị tuyệt đối. Cộng hai trị tuyệt đối thì cái này có trị tuyệt đối là 55, cái này có trị tuyệt đối là 50. Như vậy 55 cộng với 50 thì lại bằng 70. Thêm dấu trừ phía trước. Đúng không ạ? Âm 70 so sánh với lại âm 55, đúng không ạ? Bị mất đi 70, còn bên này chỉ bị mất có 55 thôi. Như vậy cái số này lớn hơn. Sang bài 46, dự đoán giá trị của x và kiểm tra lại xem có đúng hay không.
Vậy ta sẽ có 46 như sau. Ý A là x cộng với âm 3. X cộng với âm 3 thì bằng âm 11. Chúng ta dự đoán xem x bằng bao nhiêu. Đây này, âm 11 cộng với âm 3. Thế thì ở đây chúng ta có trị tuyệt đối của 11, âm 11 thì bằng 11. Cái này trị tuyệt đối có bằng 3 thôi. Như vậy là chúng ta phải cộng với một cái trị tuyệt đối nào đấy. Thì 3 phải cộng với trị tuyệt đối nào đấy thì mới ra 11 được, đúng không ạ? Vậy thì hai số này phải là hai số nguyên gì? Hai số nguyên cùng dấu thì chúng ta mới đi cộng, đúng không ạ? Thế này, nếu mà trị tuyệt đối này này lớn hơn một trong hai cái này thì phải là cộng, đúng không ạ? Mà là cộng thì hai số này phải cùng dấu. Như vậy 11 cộng với 3 cộng với mấy để ra 11? Vậy 3 cộng với 8 thì phải ra 11, đúng không ạ? Vậy chúng ta dự đoán là x bằng âm 8. Thế bây giờ chúng ta mới tính này, thì ta có là âm 8 này cộng với âm 3, đúng không ạ? Âm 8 cộng với âm 3. Âm 8 cộng với âm 3 thì hai số này là hai số nguyên cùng dấu. Vậy em nhé, cộng hai trị tuyệt đối với nhau. 8 cộng với 3 bằng 11, thêm dấu trừ về trước là đúng rồi, đúng không ạ? Sang câu B. Âm 5, âm 5 cộng với x bằng 15. Trị tuyệt đối của cả cái số này này thì chỉ có 5 thôi, mà sang đây 15. Như vậy thì nó lớn hơn cái phần trị tuyệt đối bên này. Nếu số này này, nếu trị tuyệt đối bên này lớn hơn một trong hai số này thì chúng ta phải cộng. Cộng thì tức là khi mà cộng thì hai số này phải là cùng dấu, đúng chưa? Vậy thì 15 này trừ đi cái trị tuyệt đối của cái này là bằng 5. Vậy thì cái số này phải là có trị tuyệt đối bằng 10, nhưng mà phải là cùng dấu. Như vậy x chúng ta dự đoán, x dự đoán của chúng ta là x phải bằng âm 10, đúng chưa? Đấy, nếu mà em thấy này, cái bên này nó lớn hơn một trong hai số này thì tức là hai số này cộng với nhau mới ra số này, đúng không ạ? Còn nếu cái số này mà nhỏ hơn một trong hai số này thì cái này chính là phép trừ, bên này trừ đi nhau thì mới ra số này. Bây giờ ở đây vì lớn hơn nên là phép cộng. Nè, 15 lớn hơn cái này nên là chúng ta lại lấy trị tuyệt đối này bằng 15, trị tuyệt đối số này chỉ có bằng 5 thôi. Như vậy thì 15 này, còn bên này trị tuyệt đối bằng 5. Như vậy 15 thì phải bằng 5 cộng với bao nhiêu? Cộng với 10, đúng không ạ? Nhưng vì phép cộng nên hai số này phải cùng dấu, tức là cùng số âm. Bây giờ chúng ta thay x bằng âm 10 vào thì chúng ta có âm 5 này cộng với âm 10 này. Hai số này là hai số cùng dấu, vậy các em lấy hai trị tuyệt đối cộng với nhau. Đây, cái này có trị tuyệt đối bằng 5, 10. Vậy thì nó sẽ bằng 15, thêm dấu trừ phía trước. À, xin lỗi các em. Đây. Cô xin lỗi. Bị nhầm rồi. Chú ý dấu nhá. Chú ý dấu. Đây, số này có trị tuyệt đối bằng bao nhiêu? Số này âm 15 hay 15 nhỉ? Là 15. Số này còn là số 15 đúng không ạ? Số này là số âm 5. Nếu như mà này, nếu như mà đây là dấu âm này, đây là phải cùng dấu này, thì nó mới ra gì? Mới là phép gì? Phép cộng nhá. Còn đây lại là, đây lại là dấu, cái này lại là dấu một dấu dương. Tức là cái dấu này nó khác với đây. Như vậy hai số này không thể là số âm được, cái số này không thể là số âm được. Vì nếu như mà số này là số âm thì hai số âm cộng với nhau phải ra một số âm cơ. Tức là cái số này không âm, vậy số này phải là một số dương, đúng không ạ? Và cái số dương này phải có trị tuyệt đối lớn hơn 5 để khi mà chúng ta cộng vào thì chúng ta mới lấy dấu của cái số dương này, đúng không ạ? Vậy một số nào đấy mà có trị tuyệt đối lớn hơn 5 mà cái số này trừ đi 5 thì nó sẽ ra 15. Như vậy số nào trừ đi 5 để ra 15, vậy số đó phải là số 20, đúng không? X phải là số 20. Vậy bây giờ sau khi dự đoán x bằng 20 xong thì chúng ta có trừ 5 này cộng với 20 này. Đây là hai số khác dấu, một số âm, một số dương. Như vậy muốn cộng hai số khác dấu thì các em lấy hai trị tuyệt đối trừ nhau này, trị đối số lớn này trừ trị tuyệt đối của số bé này. 20 trừ 5 bằng 15. Lấy dấu của số có trị tuyệt đối lớn, tức là lấy dấu dương, đúng không ạ? Dấu dương thì chúng ta không cần phải ghi. Tiếp theo, câu C.
là x cộng với âm 12 bằng 2. Đây là dấu gì? Âm, đây là dấu dương. Như vậy cái dấu này nó phải là mang dấu của con này. Nếu như mà hai số này mà giả sử cùng âm ấy thì đây phải là âm cơ. Chứng tỏ đây là âm mà đây lại là dấu dương, vậy chứng tỏ cái dấu của con này phải là số dương. Đúng không ạ? Số dương này nó lại có trị tuyệt đối lớn hơn. Vậy trị tuyệt đối của số lớn này này trừ đi trị tuyệt đối số này thì bằng 2. Vậy trị tuyệt đối số lớn trừ đi trị tuyệt đối số này tức là trừ đi 12. Một số nào đấy trừ đi 12 bằng 2. Vậy cái số đấy phải là số 14, đúng không ạ? Vậy chúng ta có x này, dự đoán là x bằng 14. Thì chúng ta sẽ có là 14 này cộng với âm 12. Hai số này cái giống nhau, khác dấu. Vậy chúng ta đi tìm hai cái hiệu của hai trị tuyệt đối. Đây là 14, đây 12, vậy có phải là 2 không? Đấy, dấu của cái này tức là dấu của số lớn hơn đây. Không có dấu thì chúng ta không cần để ghi. Tiếp theo là x 3 cộng với x bằng âm 10. Vậy đây là một số dương. Số dương mà đây lại là số âm, vậy chứng tỏ cái số này phải là số âm. Đúng không ạ? Vậy số âm cộng với số dương với nhau thì chúng ta phải đi tìm hiệu. Đúng không? Vậy hiệu hai cái này bằng 10. Hiệu hai cái bằng 10 mà cái này là dương 3, vậy cái này phải là 13. 13 để trừ đi 3 bằng 10, nhưng mà cái này phải mang dấu âm. Đúng không ạ? Để nó mang dấu của cái này, vậy chúng ta sẽ dự đoán là x bằng âm 13. Dự đoán x bằng âm 13. Vậy chúng ta sẽ có 3 cộng với âm 13 thì sẽ bằng âm 10. Sau này các bài kiểm tra của em nhé. Sau này các bài kiểm tra của em cái dạng này nó cực kỳ ít gặp, hầu như là không gặp cái dạng này. Mà chúng ta sẽ ra vào cái dạng các rơi vào các dạng tính toán thôi. Cái dạng này thì sau này khi mà các em hầu học cả phép cộng phép trừ rồi thì lúc đấy các cái phép toán này nó sẽ được thay bằng dấu trừ. Muốn tìm x thì đây sẽ lấy lên cái này trừ đi cái này. Sau này chúng ta sẽ học cả là sang cả phép trừ với nhân với chia thì lúc đấy không còn cái phần dự đoán này nữa, và trong bài thi cũng không có phần dự đoán nhé. Sang bài 47. Tìm số nguyên lớn hơn 1 năm đơn vị. Lớn hơn 0 năm đơn vị. Vậy ở đây cô sẽ vẽ một cái trục số lần đi nhé. Số nguyên lớn hơn 0 năm đơn vị. Lớn hơn 5 đơn vị, vậy chúng ta sẽ tính này lớn hơn này theo chiều lớn hơn, tức là tăng 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy lớn hơn 0 năm đơn vị tức là số 5. Số nguyên lớn hơn 0 năm đơn vị. Đó chính là số 5. Hoặc là nếu em lấy 0 cộng thêm 5 lớn hơn thì là cộng với một số dương. Vậy thì nó sẽ bằng 5. Số nguyên nhỏ hơn 3, 7 đơn vị. D. Số nguyên nhỏ hơn 3, 7 đơn vị. Vậy 3 ở đây này, nhỏ hơn thì chúng ta tính giật lùi lại 7 đơn vị. Nhỏ hơn 1 đơn vị này, 2 đơn vị này, 3 đơn vị này. Nhỏ hơn 3, 7 đơn vị đúng không ạ? Đây là từ 3 này, nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 2, nhỏ hơn 3 này. Nhỏ hơn 4, nhỏ hơn 5, nhỏ hơn 6, nhỏ hơn 7. Vậy nó chính là số âm 4.
Nhỏ hơn 3, 7 đơn vị thì lấy số 3 này. Nhỏ hơn 7 đơn vị tức là cộng với âm 7 thì nó cũng bằng âm 4. Đây là cộng hai số cái dấu thì chúng ta sẽ ra kết quả này. Sang bài tiếp theo là bài 48. Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy sau. Số hạng sau lớn hơn số hạng trước 3 đơn vị. Câu A là tiếp tiếp hai số đúng không ạ? Âm 4 này, âm 1 này, 2 này. Vậy chúng ta có âm 4 này, thêm 3 đơn vị. Thêm 3 đơn vị thì nó sang âm 1 này. Đúng chưa? Thêm 3 đơn vị nữa, 1, 2, 3 thì nó sẽ sang số 2 này. Thêm 3 đơn vị nữa, 2 cộng thêm 3 đơn vị nữa, 2 cộng với 3 này thì thêm 5 này, là đến số 5 này. 5 cộng thêm 3 đơn vị nữa thì nó sẽ ra số 8 này. Đấy, thêm 3 đơn vị nữa thì nó sẽ ra số 8. Vậy hai số tiếp theo của chúng ta đó là số 5 và số 8. Số hạng sau nhỏ hơn số hạng trước 4 đơn vị. 4 đơn vị. Câu B là số 5 này. Số 5 giảm đi 4 đơn vị thì nó sẽ trở thành số 1 này. 5 này đang ở vị trí số 5 này, giảm đi 4 đơn vị, 1 2 3 4 này. Số 1 giảm 4 điện đi 4 đơn vị này, 1 2 3 4 này thì nó sẽ trở đến số âm 3 này. Âm 3 lại giảm tiếp đi 4 đơn vị nữa. Âm 3 đang ở đây này, giảm đi 4 đơn vị đúng không ạ? 1 2 3 4 như vậy nó lùi về âm 7 này. Âm 7 các em giảm tiếp đi 4 đơn vị nữa thì nó lùi về phía bên sau lên thêm 4 đơn vị. Thì là âm 8 này, âm 9 này, âm 10 này, âm 11. Vậy nó sẽ là âm 11. Đấy. Như vậy là trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được các bài tập ở trong sách bài tập của bài cộng hai số nguyên khác dấu. Các em hãy về xem lại những bài mà cô và các em vừa làm trong buổi học hôm nay và làm tiếp cho cô các bài tập ở phần luyện tập. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em các bài tập ở phần luyện tập của em nhé. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài tập của cô và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.